con ngựa đây, con này chắc con bò quá. Bò ơi em té khởi hành ơi đi chưa hết té lên mời quý khách lên xe, mời quý khách làm gì vậy con? Mời quý khách lên xe. Mời quý khách. Máy bay đang dần dần đạt vào độ cao cố định. Máy bay đã đạt được độ cao cố định. Quý khách có thể tháo dây an toàn và tự do đi lại. Ngay sau đây chúng tôi sẽ phục vụ sữa, cà phê, nước uống và thức ăn. Có quý khách nào muốn thử? Mời quý khách tháp dây an toàn, máy bay chuẩn bị cất cánh. Máy bay của chúng tôi sẽ cất cánh trong ít phút nữa. Bây giờ xin quý khách ngồi yên và thắt dây an toàn, không sử dụng nhà vệ sinh, điện thoại di động, các thiết bị điện tử. Tắt hết điện thoại di động và các thiết bị điện tử. Yeah! Ah! Đường mà đang điện ra giống yên mình.